Xin kính chào các bạn. Nhân tránh mùa Covid, hãy nghe những câu chuyện sử từ Đạt Phi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về câu chuyện của danh tướng Phạm Ngũ Lão. Mời các bạn lắng nghe. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu. Phạm Ngũ Lão, chàng đang sọt trở thành chiến tướng bách chiến bách thắng thời nhà Trần. Ông được Hưng Đạo Vương trọng dụng. Phạm Ngũ Lão hai lần góp công đánh thắng giặc Nguyên Mông và nhiều lần đánh dẹp quân Ai Lao và cả Chiêm Thành. Theo cuốn Danh Nhân Việt Nam, Phạm Ngũ Lão sinh vào năm 1255 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay là thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên. Đúng vào lúc Dương Triều Trần đang động viên sức dân để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Từ nhỏ, Phạm Ngũ Lão nổi tiếng vì chí khí khác thường. Ở làng có người tên là Bùi Công Tiến, Đỗ Tiến Sĩ, tổ chức ăn khao, cả làng kéo đến, riêng Phạm Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con là tại sao lại không đến, thì Ngũ Lão thưa: chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta thì chỉ có thêm nhục. Thời gian đó, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa quân đi tập trận, đi ngang qua làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi, tiếng thét tránh đường vang lên ồn ào. Nhưng Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan sọt bên vệ đường như không hề hay biết. Một người lính bực tức lấy giáo đâm vào đùi ông, nhưng ông không phản ứng gì hết. Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu cận lên xem, thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa rõ sự việc. Trần Hưng Đạo thấy lạ, liền đến trước mặt chàng trai. Thấy người này ước chừng 20 tuổi, đầu để trần, áo thì rách bươm, khuôn mặt rất khôi ngô. Hưng Đạo Dương liền cất giọng hỏi: người quê ở đâu? Bị giáo đâm vào đùi như vậy không biết đau hay sao mà ngồi im như thế? Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng dáng vẻ uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền kính cẩn thưa: thưa đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, Châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng lại không có, phải làm nghề đan sọt để nuôi mẹ già. Thần mãi nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết quân của đức ông qua đây, xin đức công xá tội cho. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão rất đường hoàng, Trần Hưng Đạo liền sai người lấy thuốc đắp vết thương cho ông, rồi dò hỏi xem có quan tâm đến việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt hay không. Phạm Ngũ Lão thưa rằng: thần tuy ở nơi thôn giả, song cũng biết giặc Nguyên lăm le muốn tiến vào, nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ và chờ thời cơ để đầu quân. Hưng Đạo Dương nhìn thấy trong chiếc sọt có quyển sách, liền hỏi là sách gì. Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Dương hỏi về binh thư, không ngờ là ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh. Binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Dương mừng rỡ nói: người có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài, ta muốn ngươi về vạn kiếp để giúp ta huấn luyện binh sĩ, ngươi thấy như thế nào? Thì Phạm Ngũ Lão vui mừng khôn xiết, song không dám đi ngay mà xin phép về thưa lại với mẹ, khiến cho Hưng Đạo Vương càng xúc động. Sau một thời gian, Ngũ Lão đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện binh sĩ. Ông còn được Hưng Đạo Vương gả con gái cho. Điều này cũng rất là hiếm xảy ra trong Dương Triều thời Trần, và để làm điều đó một cách thuận tình đạt lý,
Trần Quốc Tuấn đã phải dán con gái ruột của mình là Anh Nguyên xuống làm con nuôi. Không chỉ trở thành con rể và được Hưng Đạo Dương kèm cặp, Phạm Ngũ Lão còn có tình bạn đẹp với con út vua Trần Thái Tông là Minh Hiến Dương Trần Uất, người ấn tượng với câu chuyện đa soạt bên đường của ông. Hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, được rèn cặp dưới trướng Hưng Đạo Dương, Phạm Ngũ Lão trưởng thành, phát huy được những sở trường để trở thành vị tướng tài năng kiệt xuất, lập được nhiều chiến công hạng mã. Năm 1285, khi giặc Nguyên Mông xâm lược Đại Việt nước ta lần thứ hai, Phạm Ngũ Lão đương giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, trấn giữ vùng Ải Bắc, đã đem quân phối hợp với các cánh quân của Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản đánh cho quân giặc thất điên bát đảo và bị đại bại ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, chém đầu Toa Đô và khiến chủ tướng giặc là Thoát Quan phải chạy kinh hồn bạt vía. Sách Những Danh Tướng Chống Ngoại Xâm Thời Trần ghi rõ, Thoát Quan phải bạt vía đến nỗi khi hắn chỉ huy quân sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba, hễ chạm trán với Phạm Ngũ Lão là đã rụng rời tay chân, chỉ lo bảo toàn tính mạng mà thôi. Uy danh của Phạm Ngũ Lão đã khiến kẻ thù khiếp sợ và khâm phục. Chúng gọi ông là Viên Hổ Tướng họ Phạm. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, năm 1287, có lần Phạm Ngũ Lão được giao nhiệm vụ chặn đánh giặc ở ải Nội Bàn nhằm tiêu diệt đội quân địch do Thoát Quan cầm đầu trên đường rút chạy. Tên tướng Thoát Quan ham sống sợ chết, luôn tìm cách đẩy tay chân đi đối đầu với Phạm Ngũ Lão, còn hắn thì định thoát thân bằng một hướng khác. Phạm Ngũ Lão đã đoán trước biết điều đó, nên chia quân mai phục hết các cả đường tắt sang biên giới, khiến tiền quân của Thoát Quan bị đánh úp bất ngờ, còn hậu quân bị chặn không tiến quân được. Quân Thoát Quan đi tới đâu đều vấp phải phục binh của quân Đại Việt và bị tiêu diệt gần hết. Chủ tướng phải trà trộn vào đám tàn quân mới thoát được về nước và không dám đặt chân lên Đại Việt thêm một lần nào nữa. Phạm Ngũ Lão, Viên Hổ Tướng mà giặc Nguyên Mông phải khiếp sợ, khi đó ngài chỉ mới ngoài 30 tuổi. Những năm sau đó, ông còn được triều đình giao chỉ huy nhiều trận đánh. Ông nhiều lần dẫn quân trừng phạt sự xâm chiếm của Ai Lao và Chiêm Thành. Trận đánh nào ông cũng giành chiến thắng, nên được gọi là vị tướng bách chiến bách thắng. Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, phần ghi chép và bàn về các vị tướng tài giỏi, đã tôn vinh 16 vị tướng từ thời Lý tới thời Lê Sơ. Riêng Triều Trần có tới 4 người là Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và Phạm Ngũ Lão. Ông không chỉ là một vị tướng giỏi khi ra trận, Phạm Ngũ Lão còn rất tài tình trong văn thơ. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liêm viết: Phạm Ngũ Lão thích đọc sách ngâm thơ, là người phóng khoáng, có chí làm việc lớn. Năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất ở Thăng Long. Thơ văn của ông đến nay chỉ còn 2 bài: Văn Hưng Đạo Đại Dương, Viếng Hưng Đạo Đại Dương và Thuật Hoài, Tỏ Lòng. Trong đó bài Viếng Hưng Đạo Đại Dương được ông sáng tác để khóc Trần Quốc Tuấn. Bài thơ đánh giá Hưng Đạo Dương là Muôn Dặm Thành Dài của nhà Trần và không quên nhắc đến sự nghiệp bất hủ của ông. Tỏ Lòng được nhiều người biết đến hơn. Bài thơ được dịch nghĩa: Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân như hổ nuốt trôi trâu, công danh nam tử còn dương đợ, luống thẹn khi nghe chuyện vũ hầu. Bài thơ này được truyền tụng trong ba quân, kích thích binh lính quyết lập chiến công, đánh thắng giặc Nguyên Mông. Reddick, Dương Tâm, người đọc Đạt Phi.